hai anh em. Hôm nay mình tới kiểm tra hai cái máy này. Thì báo hai cái máy đều không lạnh. Cái đầu tiên cái này thì thấy ra quạt vẫn chạy, còn cái này thì thấy quạt không có chạy, không có gì hết. Mình mới mở cái cover ra để mình xem có nó bị cái gì. Đầu tiên thì mình sẽ check thử coi nó có điện vô không nha. Này chắc lâu rồi không có ai full up, không có ai maintain. Check vào đây, thấy đây có 241 này ha. Và đây chỉ hai cái trên thì mình thấy cũng có điện, thì khả năng cao nó sẽ hư cái tụ này, ok, bây giờ mình sẽ tắt cái máy đi, tại vì nó có một mình không có người cầm đó. Mình sẽ tắt đi rồi mình sẽ gỡ ra mình check cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ check cái tụ cho các bạn xem, mà cái này chắc chắn 100% cái tụ. Để thấy đèn thui không? Ok, mình sẽ check đây. Common. Đây. Giờ thấy là zero ha. Đèn tụ này đi chết rồi. Đó, set common. Và friend. Đây. Rồi cũng có zero luôn. Bây giờ mình sẽ có tụ mới sẵn ở đây. Mình sẽ thay tụ mới vô xem như thế nào. thay YouTube không? À, thì mình vừa thay cái tổ xong, thì trời mưa nên mình tranh thủ bạn nên không có chờ chuẩn bị mưa kéo tới, thì cái này thì nó chạy cho tới như nào. Thì hiện tại sân sờ thấy đây nó lạnh này, chắc chắn là trong sẽ lạnh. Mình sờ cái line này mình biết, còn mấy bên kia thì sờ cái line thì nó chỉ mát mát thôi, nó không có lạnh. Cái này thì sờ ok đó, trời mưa nên tranh thủ. Cái này xong. Đây là cái máy thứ hai nè. Khi mình check phần một thử coi là nó có được dài không. Thì máy này xài ra 22. Hiện tại mình thấy là khoảng 57-58. Giá là 55. Thế là 55 thì nó chưa có là không có đủ cho nguyên cái nhà bự này. Cái nhà này bự lắm rồi. Thấy cái nhà rất là to. Đó. Cho cái tầng dưới. Thì bây giờ mình sẽ vô trong mình check thử coi là cái nó ra cái nhiệt độ nó bao nhiêu nha. Ok. Có thể mình sẽ thêm ga lên khoảng bát lên khoảng 60-65. Check ở dưới thì chỉ có 10-11 độ thôi, trên nhau giữa return và supply thì chắc chắn là không có good rồi. Thì ở trên này mình check cái mà mình thay cái tủ đó thì mình thấy là supply là 62.7. Thì mình coi cái return bên đây thì return là 80.6, thì nó trên nhau khoảng 18 độ thì good. Thường cái range của nó là từ 16-18 độ. Thế là cái mức dao động của nó từ 16-18 độ giữa supply và return thì nó sẽ good. Ok, giờ mình sẽ tập trung vào cái máy ở dưới nha. Ok. Mình sạc ga vô thêm hồi nãy á là 55, bây giờ mình lên sạc ga lên khoảng 62-63. Nó sẽ lên 65 thì vô trong nhà nhiệt độ thấy đang giảm ha. Nó sẽ cho vô chút xíu nữa, cho lên khoảng 60-65 chút xíu nó sẽ ok. Khi mà mình sạc ga vô thì máy nó xuống 62.9, nó cũng bằng cái ở trên ha, ở trên 62.7 thì nó đang xuống, thì giọng thì nó sẽ work good tối nay, trên ở dưới. Okay.